Xin chào các bạn. Trong video này chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ lon và chai thủy tinh. Đầu tiên, các bạn cần mua túi rác đã được quy định tại siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi. Túi rác được bán theo kiểu cuộn tròn như thế này. Túi rác dùng cho lon và chai thủy tinh là túi bán trong suốt có viết chữ pin căng, nghĩa là lon và chai thủy tinh bằng màu đen bên ngoài. Tiếp theo, chúng mình sẽ giới thiệu một số đồ vật có thể cho vào loại túi này. Một số loại chai thủy tinh như chai rượu, chai giấm, chai gia vị, chai nước hoa hồng. Các bạn hãy rửa sạch vết bẩn bên trong chai trước khi bỏ. Trường hợp không thể rửa sạch dầu mỡ hoặc vết bẩn bên trong, hoặc chai bị vỡ thì phân loại vào rác không cháy được. Một số loại lon như lon rượu, lon nước trái cây, lon thức ăn đóng hộp, lon bánh kẹo. Nói chung là các lon chứa thức ăn và nước uống. Các lon không thể rửa sạch dầu mỡ hoặc vết bẩn bên trong thì phân loại vào rác không cháy được. Có nhiều bạn thắc mắc, bỏ chung lon và chai thủy tinh với nhau có được không? Câu trả lời là có thể bỏ chung với nhau được. Khi bỏ chung lon và chai thủy tinh, lon có thể đóng vai trò là miếng đệm giúp chai thủy tinh không bị vỡ. Sau khi cho lon và chai thủy tinh vào túi, chúng ta thắt miệng túi lại như thế này. Và nhớ không cho vào túi bóng đen không nhìn thấy được bên trong. Cuối cùng là về thời gian và nơi bỏ rác. Hãy nhớ bỏ rác đúng nơi quy định của khu vực mình đang sinh sống trước 8 giờ 30 phút sáng, theo lịch thu gom rác. Nếu bỏ vào ngày hôm trước hoặc ban đêm có thể gây cản trở người đi đường hoặc bị động vật quấy phá. Nếu không biết nơi bỏ rác, hãy hỏi hàng xóm sống ở gần đó. Trên đây là hướng dẫn về cách bỏ lon và chai thủy tinh.